Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tật Dinh Mi. Rồi, lời đầu tiên thì mình cũng chúc anh em 504 anh em của mình một ngày vui vẻ tuyệt vời. Và tất nhiên xem clip của mình thì nhớ ủng hộ cho mình, like video, đăng ký kênh, subscribe và đừng quên click quảng cáo, những quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Rồi, đơn giản vậy thôi, vậy là mình rất là vui rồi. Theo thông tin mình thu thập gần đây thì dòng thời gian của mình luôn kiểm tra hàng ngày mà, cho nên các bạn có đăng cái gì mình cũng đều biết cả. Có điều thì cái status này thì mình cũng thời gian này mình không có rảnh để làm, cho nên hôm nay mình mới có thể cho bạn lên TV cũng như là up cái clip này. Đầu tiên là bạn Nguyễn Hoàng Mạnh Trung đây, với anh đại diện là chắc là bạn đang uống ly nước. Còn hình bia là game Blood and Soul, game cũng vừa mới ra hình như là vào tháng 9 hay sao á. Thì với dòng nội dung status là Bảo Nam đủ 100 mảnh rồi, em để cho anh mở rau trắng luôn với Bảo Nam. Rồi ok, hình ảnh thì các bạn sẽ thấy là 100 mảnh rau trắng rồi đó, thành viên tiếp theo trong gia đình 501 anh em Vui Tật Dinh Mi của mình đã có rau trắng rồi, cho nên hôm nay mình sẽ về truy cập vào để mình làm một số nghi thức để đón chào rau trắng đến với cái con ạch này của bạn Nguyễn Hoàng Mạnh Trung. Thì ạch của bạn chơi bên nó sớm play mình đã truy cập được rồi, bây giờ mình sẽ vào luôn nha. Rồi ok, server bạn chơi là server 168 Central. Rồi ok, vào. Rồi như thường lệ thôi, vẫn chúc anh em một ngày vui vẻ thôi. Xem clip của mình thì nhớ ủng hộ cho mình là được. Hôm nay là ngày 25 rồi, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi. Nói chung là nằm trong phạm vi một tuần ấy, là hết tháng rồi. Một tháng trôi rất là nhanh. Nên anh em hãy nhớ ủng hộ cho mình để giúp cho mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình thật là to lớn trong cái tháng này nha. Tháng này là mình có mục tiêu to lắm, mà anh em nhớ phải ủng hộ cho mình thì mình mới đạt được. Hãy kích quảng cáo cho mình thật là nhiều vào, ủng hộ cho mình nào. Thời gian gần đây các bạn kích rất là ít, và các bạn lưu ý nhớ mỗi quảng cáo kích một lần thôi nha, đừng kích nhiều quá. Các bạn kích nhiều nó cũng không tính cho mình đâu. Mỗi quảng cáo kích một lần, trong mỗi video thì mình đặt khoảng 5 quảng cáo, 5-6 quảng cáo gì đó. Anh em kích cứ mỗi bạn cho mình 5-6 lần là được rồi đó, chung là đầy đủ là ok. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi mình rất là mong nói chung là kênh của mình sẽ đạt được thật là nhiều subscribe trong thời gian tới, anh em nhớ cố gắng ủng hộ cho mình là được. Rồi ok, giờ mình sao ạc cho bạn, không phải sao ạc mà là vào để công cuộc nghi thức đón chào rau trắng. Rồi đây, ui ạc của bạn cũng khủng khiếp chứ đâu phải giỡn đâu các bạn. Ui trời ơi, 178 lực chiến 4.2 triệu, tên nhân vật là Kirito, tuy là chỉ mới VIP 9 thôi nhưng mà vậy là quá chuẩn rồi. 4.2 triệu, số tiền nạp vào là 16 triệu hả, 16.329.000 để lên cái 9, 16 triệu, một con số cũng khá là to lớn, hơn chục triệu rồi, hơn chục củ là cũng ghê rồi đấy anh em. Và đang cưỡi cái này là người máy chopper, một con bet phải nói là không phải dễ dàng có được, khi mà chúng ta phải thu thập, trời ơi vật công 4S, kinh nhà vật công 4S đấy anh em, không phải dạng vừa đâu. Rồi mình cũng sẽ nghiên cứu luôn cho anh em coi. Rồi cái này thôi cứ từ từ mình sẽ nghiên cứu, có rảnh mình sẽ làm riêng một clip dành cho bạn. Ặc này rất là nhiều thứ thú vị, mình nghĩ là như vậy, cho nên có gì thì mình sẽ đầu tư, mình sẽ làm riêng một clip dành cho bạn. Bạn cũng rất là nhiều con tướng ngon nè. Ui xồi, thằng Gmail cũng sắp lên 4S rồi, nhưng mà chính thì khỏi nói rồi, đầu tư được rất nhiều cho nên 4S mình có thể sẽ học hỏi cái cách nhân vật chính của bạn làm, và mình có thể nâng cấp lên giống như Trang, như nhân vật chính của mình cũng chẳng hạn. Bây giờ là giây phút căng thẳng, mình sẽ vào túi đồ. Mình trước tiên vào túi đồ thì mình đã coi xếp hạng đã. Về đẳng cấp, bảng xếp hạng 7. Wow, cũng nằm trong phạm vi top 10, vậy là quá dữ rồi. Ma ơi, nhân vật chính này sao? Tên nhân vật là David, mới nhìn thôi đã khớp hàng rồi. Đồ full nè các bạn, bạn ấy rèn, thanh niên này rèn full 145. Vãi chưởng thiệt. Nón 145, đẹp vãi. BB 145, áo 145, dây chuyền 145, vũ khí 145. Cái nhẫn là chưa thôi, nhẫn là 135. Cái okay, ma khí cũng là cho 45. À, mát sao tím, phải chữa. Có cần phải mạnh vào đại ca. Đúng mình 568 play đầu tư rất là kỹ càng hơn Dinh Mi các bạn nhờ. Các bạn có cảm giác gì không? 568 play. Trời ơi, vật dòng ma phòng chuẩn bị lên dòng ít trừ. Thơm ngon. Đây là trái ôn dịch với tên lửa. Trời ơi, kinh quá bạn ơi. Cái server này thật sự rất là nhiều thứ mình nghiên cứu và mình cảm nhận được như vậy. Bên 568 play nó đầu tư khủng khiếp hơn Dinh Mi chúng ta nhiều. Và một cái ạc tiêu biểu chúng ta thì các bạn cũng đã biết, đó là ạc của thanh niên gì mình quên tên rồi ta,
bữa mình sau nên chùm luôn á, đó là chùm vô tặc, đam mê vô tặc, cho nên tên gì mình quên. Otan, đúng rồi, Otan, thanh niên Otan. Quá dữ luôn hả. Rồi đây là túi đồ của bạn, không biết là râu trắng nằm ở đâu, mình sẽ quan sát từ từ. Ở trang một có những cái nhẫn tào lao vớ vẩn, nhẫn này thì để làm gì, có xài được đâu. Một số báu vật. Ở trang 2 vẫn chưa thấy râu trắng, râu trắng đang núp rất là kỹ càng và mình đang truy tìm. Ở trang 3, ở trang 3 râu trắng vẫn đang núp, và ở trang 4 sẽ như thế nào đấy. Trang 4 đã xuất hiện và 100 mảnh râu trắng ở đây, kèm theo đó thì bạn dư thêm 8 mảnh nữa. Quá dữ luôn. Rồi đây, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mình được làm một cái nghi thức đón chào râu trắng. Những cái hạt kia thì râu trắng bạn ấy, mấy bạn ấy triệu hồi sẵn luôn rồi, có sẵn hết luôn rồi, cho nên mình không có làm được cái nghi thức mở đầu này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ui giời ơi, phê quá anh em ơi. Chụp lại tấm hình đã, kỷ niệm 100 mảnh, 108 mảnh. 108 mảnh chứ không phải dạng vừa đâu nha anh em. Rồi ok. Chụp một phát nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nghi thức râu trắng. Và mình cũng chỉ luôn các bạn cách để chúng ta có được râu trắng. Đó là các bạn đi đánh phó bạn đổ 100 mảnh, sau khi đổ 100 mảnh chúng ta mở ra, đơn giản vậy thôi. Rồi chúng ta đưa chuột vào chỗ 100 mảnh, chúng ta nhấp chuột trái, chúng ta có chữ dùng và chữ hiện, thì tất nhiên mình phải hiện hiện trước rồi, phải khoe khoang chứ anh em. Kirito hết sức tự hào lấy mảnh râu trắng ra khoe khoang. Trời ơi trời. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng nút dùng. Chà. Rồi sau khi chúng ta nhấp xong râu trắng thì ở bên thông báo nó sẽ hiển thị lên bên đây. Chúc mừng Kirito đã hợp mảnh râu trắng 100 cái thành râu trắng. Đó. Bây giờ các bạn, bây giờ là râu trắng chính hiệu đây thôi. Tấm hồi nãy bỏ đi, mình sẽ chụp lại tấm này đẹp hơn. Ôi ơi, chưa làm gì cả mà râu trắng đã ba dòng S rồi anh em ơi, khủng khiếp dữ vậy. Rồi ok, rồi chúng ta tiếp tục đưa vào râu trắng, chúng ta nhấp chuột trái, chúng ta sử dụng. Bây giờ là dùng tiếp, và bây giờ mình lại tiếp tục hiện để khoe khoang. Kirito hết sức tự hào lấy râu trắng ra khoe khoang đó. Hồi nãy chỉ là mảnh thôi, bây giờ mới là râu trắng chính hiệu. Rồi bây giờ mình dùng nha. Hey, này sau khi dùng xong thì nó bà sẽ bắt chúng ta đi đến quán rượu của Mirela để chiêu mộ. Đó, đây mình vào chỗ Mirela, rồi mình vào trang thứ 14. Đó, đây là râu trắng. Hiện tại thì tên chỉ là mới đỏ thôi nha anh em. Mới tên đỏ thôi mà đã 3S rồi. Ủa cái gì? Mình nhớ lại là 3S mà sao giờ thành 3S trừ rồi. Rồi, bây giờ mình nhấp vào, mình mời đồng đội. Trời ơi, số người đã đầy rồi, cho nên mình phải tháo bớt một người nào đó thôi. Mình tháo ai đây ta? Chắc Robin, mình tháo Robin nha. Rồi ok, sau đó mình sẽ chiêu mộ râu trắng. Đây là chính là râu trắng của chúng ta đây. Rồi, chúng ta vào quan sát râu trắng nha. Ui dư ui 3S trừ, vậy là 3S trừ. Vậy mà trong kia ghi 3S, phải trưởng kìa. Đây, cho bạn coi lại nè. Thanh niên này cũng vừa được mảnh râu trắng. Thế mà chỉ là mới mảnh râu trắng thôi. Ô, không coi được ta. Đùa anh à. Không được. Không được nữa bạn ơi. Láo thật, dầm nhấp vào nó không được nữa. Rồi, ok, không sao. Trái Gura hiện tại thì bây giờ cũng là 6 sao thôi. Chúng ta Sura lên thì nó sẽ lên 7 sao. Hiện tại giờ là theo như mình biết của con ạc này thì chúng ta sau khi chiêu bộ thành công râu trắng thì vật công vật phòng là S cộng, thì chiêu phòng là S cộng luôn, tức là cũng sắp lên hai dòng tím, đó là SS trừ rồi. Ma phòng thì A cộng, có vẻ ma phòng yếu. Vật công thì SS trừ, thì chiêu 3S trừ. Không không chúng ta đâu cần làm gì đâu, là có 3S trừ luôn rồi. Giờ 3S trừ là 3.4. Ma công thì không có liên quan cho nên là S trừ. Rồi ok, cái này thì mình hiểu. Không có gì khó hiểu cả. Và một đồng đội đánh nhẫn thì bây giờ mình cũng không biết là nên mang ai cho nó đây, nên mang đồ gì cho nó đây. Trận hình của mình cũng trong không có ai đánh nhẫn cả, có ma khí, có vũ khí, ngoài ra thì không có đánh nhẫn. Ô có Rayleigh, ngon. Trời ơi đúng lúc mình cần, hay lắm. Mà vấn đề bây giờ là làm sao để cho râu trắng này lên cấp 100 máy để mình đeo đồ nè. Rumble thế này thì cũng không đủ, hoàn toàn không đủ. Không biết là ở trong shop ác ma có của bạn còn điểm để mình điểm chiêu mộ để mình mua hay không. Điểm chiêu mộ của bạn là 3.000, một cái này là 15, không biết có đủ hay không. Thôi bây giờ mình sẽ thí nghiệm trước để mình dùng tất cả các rumber mình đang có để mình coi lên được cấp bao nhiêu. Mình nghĩ với cái rumber này thì mình nghĩ chắc không không tới được cấp mình nghĩ chắc hơn tới được 100 đấy, hơn 100, mình nghĩ tóc trăm trăm mấy luôn á. Ui vậy thì đủ rồi, dư rồi, dư sức rồi. Ok, mình tưởng không đủ chứ. Mình chỉ cần khoảng 145
là mình được rồi, khoảng 145 là mình có thể mang tất cả trang bị của Rayler rồi. Tuy là cũng không cường sinh, không có nhiều thứ khác, nhưng mà ok, chúng ta bây giờ chỉ cần đủ cấp chúng ta mang vào chúng ta test thôi. Rồi ok, hiện tại thì cấp 120 mấy rồi, 126, 129, 130, 135. Rồi 137 rồi. Mình đưa ông vào đây huấn luyện nữa. Chắc là được 140. Chọn móc 5 vàng. Ok. 137, 138, 139, 139. Rồi lên là 142, mình nghĩ là 142. Ok, chính xác luôn, không chạy đâu cả. 142 không biết là có mang được hay chưa nữa, mình nghĩ là Rayler có một số báu vật cao đấy. Cái này thì mang được. Cái nhẫn này thì cũng chỉ có 135, rồi mình sẽ thử chuyện có được không. Rồi, máu của Rayler hiện tại là 1.700.000, chuyển qua rau trắng thì chắc chắn là thôi chưa, mình biết mà. Vậy là có báu vật 145. Trời, 160 luôn, phải chịu. Vậy là chúng ta cần phải làm sao cho ổng lên 160 mới được rồi. Thôi ok. Giờ shop ác ma mua một ít rum bờ tím thôi, có gì đâu. Mua 10 cá nha. Tốn có 150 điểm chiêu mộ thôi. Rồi, vì sự nghiệp làm clip. Rồi, mong là bạn sẽ ủng hộ mình về sự hy sinh 150 điểm chiêu mộ đó. Vậy là phải lên 160 phải không? Ok, nếu em thích. 142 rồi, 10 cái mình không biết có đủ hay không nữa. Rồi ơi, nó trâu. Rồi giờ lên được 149, vậy là không đủ rồi, vậy mình phải mua thêm khoảng chắc là khoảng 20 cái nữa. Ok, con bạn thông cảm cho mình nha. Mình cũng vì sự nghiệp làm clip thôi. Mình sẽ đổi tạm 17 cái. Mình nghĩ là 17 cái là đủ rồi. Chứ là điểm chiêu mộ của bạn bây giờ cũng đâu làm gì đâu, còn có mấy ngàn. Không lẽ bạn chiêu mộ đâu Flamingo? Ok. Rồi, nâng cấp lên. 17 cái là mình nghĩ là đủ rồi. Theo mình tính toán là đủ. Còn không biết thật sự là như thế nào. 56, 57, 58, 59. Đó, thấy chưa? Trời ơi, tính toán như thần các bạn ơi. Mình cứ như là gia cát lượng. Thế thì chơi bời gì? Rồi, chuyển đồ của Rayler qua. Máu của Rayler hiện tại là đang 1.700.000. Thì chỉ đơn giản thôi. Ông có Sura các thứ thì ông có lên 1.700.000 thôi. Úi dồi ôi, là chiêu lên 4S luôn các bạn ơi. Ghê chưa? Còn nếu mà mang cho Rayler thì chỉ là 3S cộng thôi. Chuyển sang cho rau trắng, trời ơi, lên thiên phú ngay và luôn, 4S trừ luôn. Cái này là chưa chuyển sinh là một, chưa Sura nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi Sura. Nếu mà ví dụ như mình Sura lên thì sẽ như thế nào nữa, mình cũng không biết là nó ghê gớm cỡ nào nữa. Rồi, mã tinh linh. À không cần, Sura thì không cần mã tinh linh. Ôi trời ơi, đây, bây giờ tuyệt chiêu. Ui. Tại sao rau trắng này lại bắt cười thế này? Có SS không à? Vậy là rau trắng cơ bản là SS. Tại vì đồng đội của mình có nhiều thuộc tính quá, cho nên mang vào là được 3S trừ. Nó cộng tới 2 thuộc tính là SS cộng, sau đó là lên 3S trừ. Vậy là từ SS nó lên được SS cộng 3.18, lên được 3.28. Vậy là cộng được 0.1. Rồi mình sẽ coi thử coi. Hiện tại rau trắng của mình thiên tuyệt chiêu thiên phú là bao nhiêu? 3.86, suy ra là mình Sura lên thì mình nghĩ chắc là lên được 3.96, 3.964. Không biết là có lên được 4S hay không. Cái này thì mình không rõ. Cái này cũng chưa biết. Cái này thì phải ít bữa phải đợi Sura lên chúng ta mới biết được. Ai ngại gì mà không đi test nha anh em. Trời ơi, nhân vật chính với rau trắng của mình bây giờ đủ cân cả thế giới rồi. Trận hình nào cho hợp lý đây ta? Rồi trận này đi. Rồi nhân vật chính cứ núp sau anh đi, anh là rau trắng, anh sẽ chịu tất cả các đòn tấn công cho anh là đủ trên cả thế giới rồi. Còn về sắc màu Sura mình cũng không biết là bạn đủ hay không, để mình coi thử cái. À, Sura là 4.894, cái này thì mình nghĩ chắc là đủ, nhưng mà Haki Bá Vương thì không đủ rồi. Haki Bá Vương còn có 5 thôi, cái này phải tích lũy Haki Bá Vương rồi ít bữa mới Sura được, chứ Haki Bá Vương của bạn đâu có đủ. Ok, rồi cái này phải tích lũy từ từ thôi, chứ muốn Sura rau trắng đâu phải dễ đâu anh em. Rau trắng Sura hình như là, để mình coi bao nhiêu cấp, mình nghĩ là khá là nhiều cấp đấy, 12 cấp, vậy là cũng bằng diêm beo thôi, cũng bằng diêm beo, tức là tốn khoảng 2.000 mấy địa hạt sắc màu Sura, ở đây là dư rồi, có điều là không đủ cái là hai kia ba vương thôi. Rồi bây giờ mình vào phó bản test cho anh em coi, mình sẽ đi phó bản ác mộng nha. Này ok, đi phó bản nào đây ta, 150 Aoki thử coi. Coi thử mình có cân được hay chưa. Úi giời ơi, chỉ tiếc một điều là rau trắng bây giờ nó hơi buồn cười một chút. Clip trước mình có làm rau trắng thì chắc là anh em cũng đã biết rồi. Đây. Mặc dù skill ghi là tấn công toàn bộ địch, nhưng mà vào tấn công thì chỉ được hình như là được hàng ngang thôi. Đây, bây giờ mình cho các bạn coi. Có vẻ như sau khi chuyển đồ xong thì ông ấy cũng rất là mạnh đấy anh em.
Đây, vật phòng với là tiêu chiêu phòng lên được SS trừ, ma phòng thì bằng là A cộng. A cộng thì có nghĩa là sắp lên dòng đỏ, S trừ. Rồi, ma công S trừ, vật công S trừ và dòng tiêu chiêu là mạnh nhất 4S trừ. Rồi, tấn công nha. Xây, coi nào, coi râu trắng như thế nào nào. Đây, đó, chỉ đánh được hàng ngang thôi, nhát chém tung ra khá là đau đấy. Để coi nhân vật chính thì sao. What the? Cái gì đang xảy ra vậy? Làm đang gây cấn, mình đang cứ tưởng nhân vật chính đánh không bằng được râu trắng. Chúng ta cùng xem lại một đoạn khiến cho mình thật sự cây cú. Sau khi râu trắng tung cu chém ngàn năm ra thì ok không xin nghe. Và nhân vật chính nạ một viên đạn tử thần. Quá chướng thì cần phải mạnh gì không? Anh đang test râu trắng mà chú cứ cản trở anh. Anh quê làm chuyển hết đồ của chú sang cho Ken bây giờ. Đó, trò chết. Cái tội giống cản trở clip của anh là không được, hiểu chưa? Mà phó bạn này thì mình thấy nó cũng hơi trâu, cho nên chắc là râu trắng đánh cũng không có cửa đâu. Mình cần phải lùi lại thôi anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh phó bạn 140 thôi, đó là Mazen Lăng cho các bạn coi. Vậy thì test sẽ cụ thể hơn. Đây là clip gọi là mình sẽ đặt là clip 100 mạnh râu trắng bắt 2. Và mình rất là mong sẽ có thêm bắt 3, bắt 4 và những bắt về sau nữa. Sẽ còn rất là nhiều bạn sẽ gửi nick cho mình để mình có thể chiêu mộ râu trắng nữa. Ủa cái gì? Khoan khoan, bình tĩnh, mình vừa thấy có gì đó sai sai. Các bạn để ý con đầu bếp nha, để mình coi coi có phải là mình nhìn nhầm không. À đúng rồi, quên, mình cứ tưởng là nó đã không đánh được con đầu bếp, mình tưởng là đánh được 6 con đằng sau thôi, nhưng mà ra là con đầu bếp nó chặn đòn cho nên mới mình thấy nó không mé mé như vậy. Rồi ok, râu trắng có nọ rồi, tung cú đấm đại địa chấn và tử thần địa chấn. Cũng khá mạnh đấy anh em, mình có cảm giác là khá mạnh đấy. Tiếc là thật sự mà bây giờ nếu mang râu trắng này đi phó bạn thì nó thua kém nhân vật chính quá nhiều đi. Mình có cảm giác là như vậy. Các bạn thấy cú đấm đầu tiên hồi nãy với lại nhân vật chính thật sự là khác xa một trời một vực luôn. Nhân vật chính nó bắn một cái chết cả team luôn. Thậm chí là bây giờ mình tháo đồ ra mà đam còn được 2 triệu tư. Vãi thật, Thế Học à? 2 triệu Về tư. mới bị đuổi. Gì ghê vậy? Còn râu trắng thì đánh thường Này là để chắc chắn cho là không mày bằng rồi. Tại kêu vì có xe đi cho vật nhóm công ăn thiên gì phú không chơi. bằng. Vật công thiên phố chỉ là SS trừ thôi, không thể nào bằng nhân vật chính được. Cái thứ hai là đánh bằng nhẫn nữa, ok, với lại chưa Sura nữa, ok, cái đó thì có thể thông cảm được cho râu trắng. À, bây giờ chúng ta cùng đến với cú đấm nổ tiếp theo của râu trắng, cú đấm đại địa chấn. Mày lão mà con chết rồi, trắng cày hết luôn và nhân vật chính bao thì mình nghĩ là chết queo luôn. Đây là kết giới lời rồng chứ không phải là tiết lặng tinh băng, cho nên không thể nào giết được toàn team. Râu trắng sẽ được KS và ăn hôi ba cái thằng này. Ủa vậy, nó làm thanh niên kiếm tại chỗ rồi, thế não bị hỗn loạn à. Thôi không sao, cũng giết được người. Cái chiêu nổ của râu trắng thì mình đặt cho nó cái chiêu gọi là chiêu đi phá cửa sổ nhà người ta. Các bạn có thể nhìn mé mé đây, mình sẽ tu là cho các bạn coi về chiêu nổ. Các bạn nhìn những cái giống như là những cái mảnh thủy tinh nó vỡ vụn đấy, cho nên râu trắng này là thanh niên đi phá làng phá xóm, đi phá cửa sổ nhà người ta là giỏi thôi. Đây các bạn cùng xem lại đoạn này. Đây, sau khi đấm xong là giống như những mảnh thủy tinh đúng không, rất là giống luôn. Rồi thanh niên râu trắng đi phá cửa sổ cho người ta. Còn khi mà râu trắng lên Sura rồi thì đừng có bàn với sức mạnh của thanh niên này, tay cầm thêm trái ác quỷ đấy, đừng đùa nha. Đây cho các bạn coi, mình chỉ thắc mắc một điều là tại sao lại không có Haki mà lại lên thẳng thẳng Sura luôn, đó là một vấn đề rất là khó hiểu. Đây các bạn thấy ở tay cầm cầm trái ác quỷ không? Á chà ghê nha, vừa cầm trái ác quỷ mà vừa cầm cây đao được luôn, tay của anh ấy chuyên nghiệp thật. À cộng, mình nghĩ là bây giờ hiện tại bây giờ mà Sura lên nữa thì thật sự là sẽ tăng được rất là nhiều cái đấy anh em. Về cái tuyệt chiêu thì mình cũng không có chắc chắn là sẽ lên được 4S hay không, cái này thì mình không không nghĩ là lên được đâu. Nó cộng được thêm nhưng mà cộng thêm như vậy thì mình nghĩ chắc là không đủ. Mình chỉ nghĩ là nó sẽ tăng được một số điểm khác, ví dụ như vật công, vật công thiên phú chẳng hạn, hoặc là ma phòng. Những cái hệ số phòng thủ là những hệ số mà được ưu tiên nhất. Rồi còn về thiên phú của thiên phú Sura của râu trắng thì tuyệt chiêu sẽ cộng được thêm 800, sinh mệnh 6.000, wow cộng rất nhiều nha. Vật phòng 5%, tuyệt chiêu phòng 5%, vậy là không có ma phòng, không có ma phòng, một vấn đề khá là nhức nhối đây. Tại sao lại như vậy nhỉ? Đúng là râu trắng này không mạnh về ma phòng thiên phú thật, nhưng mà nếu như vậy thì cần phải cộng ma phòng chứ. Trong khi đó thì ảo mật thiên phú cũng không có luôn,
Rồi, ok. Đánh thường, đánh nổ có xác suất 10% gây choáng đối phương, miễn dịch mê hoặc. Wow. Tức là gây choáng được người ta đó anh em. Kìa đấy, nhưng mà chỉ là 10% thôi. Còn cái miễn dịch mê hoặc thì mình nghĩ là cho 100% luôn rồi. Mình nghĩ chắc là vậy. Tại vì nó, tại vì cái câu ở đây là nó có dấu chấm, nó có dấu chấm cho nên miễn dịch mê hoặc ở đằng sau thì mình nghĩ chắc là nó 100%. Chứ nếu mà nếu 10% thì nó sẽ ghi liền luôn rồi. Tức là 10% gây choáng đối phương và miễn dịch mê hoặc đó, đại loại là như vậy. Còn về cái ảo mật khi chúng ta nâng thiên phú lên thì mình không biết. Cái này thì khi lên su ra rồi mình sẽ nói rõ cho anh em biết nha. Rồi, clip hôm nay thành công, thành công. Mình đã chiêu mộ thành công, làm cái nghi thức thành công chiêu mộ rau trắng giúp bạn Nguyễn Hoàng Mạnh Trung. Cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Mạnh Trung rất là nhiều về con ạc này để mình có thể làm nghi thức chiêu mộ rau trắng nha. Rồi, ok. Đây, clip cũng đã xong rồi, thôi thì chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip, tất cả clip mình ngày hôm nay thì hãy ủng hộ cho mình thật là nhiều. Like video, ủng hộ mình cũng như là đăng ký kênh, subscribe cũng như là nhớ kích quảng cáo cho mình nữa, ủng hộ cho mình. Mình đảm bảo với anh em cái acc này mình sẽ quay trở lại một lần, một hai lần nữa. Acc này mà đang có rất là nhiều cái thích thú về con acc này. Rồi, trước khi đi thì mình cũng không quên một công việc đó là mình chuyển đồ. À, nói luôn với các bạn đây là chưa có chuyển trác quỷ nữa. Chưa chuyển trác quỷ nữa. Ok, hơn rất là nhiều. Rayla hiện tại đang hơn râu trắng rất là nhiều thứ. Rồi ok. Chuyện xong rồi, trận hình thì mình lắp lại y cũ trận hình cho bạn thôi. Lực chiến chắc chắn là không bằng hồi nãy rồi, chỉ còn 3 triệu rưỡi thôi. Lý do thì nhân vật chính của mình đang mặc đồ Ken. Dám cản trở anh làm clip làm sao anh tha thứ được. Rồi ok, lực chiến lên lại 4 triệu 2 đó. Rồi thôi bye bye các bạn nha. Có gì thì mình sẽ nhắn tin riêng với bạn, khi nào mà bạn đủ Haki thì nhớ liên hệ với mình sẽ làm cái nghi thức su ra râu 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 trắng lên luôn. Rồi, bye bye các bạn nha. Nhớ ủng hộ cho clip của mình, like video, đăng ký kênh, subscribe và kích quảng cáo đấy. Bye bye nha.